Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với kênh, với chương trình tiếng Anh lớp 4 mới Club của Success. Và hôm nay sẽ xét bài tập bài cuối cùng trong chương trình học của chúng ta. Đó là bài ôn tập cuối cùng, bài subject 4 phần listening của chúng ta. Listen and number, nghe và đánh số. Page 96. A. Listening. Listen and number. 1. What are they doing at the campsite? They're playing tug of war. 2. What was the weather like yesterday? It was sunny. 3. What does it say? It says turn right. 4. What are these animals? They're hippos. 5. Where's the bakery? It's opposite the bookshop. Rồi, ok, đây đáp án của chúng ta. Qua bài reading and writing của chúng ta nhé. Look and check or cross, tick là cái dấu đúng này. Cross là sai, cái dấu này. Bây giờ chúng ta coi hình số 1 của chúng ta. Bookshop, đây là bookstore, mà cái bookshop là sai chắc luôn. Go straight là đi thẳng là được rồi. Sample số 3, t-shirt là áo thun, trong khi đây là cái váy là skirt. Skirt sao nhé. Giraffe là con hươu to cổ. Nào, hươu to cổ từ giraffe này. Trong khi đây là crocodile. Crocodile sao. Campfire, lửa. Nào, lửa trại đó. Lửa trại, campfire, đúng rồi. Sau bài số 2, look complete and great. I want to go to the supermarket. Tôi muốn đi siêu thị. How can I get to the... Oh my god. How can I get to the water park? Tôi muốn... tôi có thể đi tới công viên nước bằng cách nào đấy? The gift shop is behind. This one is behind. The bakery. Why do you like lions? He's taking... Okay, exercise 3, break and circle. Tony is at the campsite with his friends. His friends are doing a lot of activities. The boys are playing tug of war. The girls are taking photos. Tony đang ở chỗ cắm trại với bạn bè. Bạn bè của anh ấy thì đang làm rất nhiều hoạt động khác nhau. Các chàng trai thì đang chơi kéo co, các cô gái thì đang chụp hình. Tony wants to buy a pen case for his sister. Tony muốn đi mua bút chì, cái hộp bút cho chị gái, em gái, chị gái gì đó của anh ấy. He's going to the gift shop. Anh ấy muốn đi tới, anh ấy sẽ đi tới cửa hàng quà tặng. It's opposite the food store. Nó đối diện với cửa hàng bán đồ ăn. The pen case is $30,000. Cái hộp bút có giá 30,000 đồng. Bây giờ chúng ta coi Tony đang ở đâu. Nhà Tony đang ở đâu thì chúng ta phải quan vào cái câu là ở cái khu cắm trại đó, the campsite. What are the boys doing? Các cậu bé đang làm gì? Chơi kéo co. Playing tug of war. Tony, why do Tony go to the gift shop? Tại sao Tony muốn đi tới cửa hàng bán quà tặng? To buy a pen case, để mua cái hộp bút. Where is the gift shop? Cái gift shop đối diện với food store. Đối diện với food store là con câu B. How much is the pen case? $30,000. Nhà 30.000 đồng này. $30,000. Rồi, bài 4, ta hoàn thành câu. Câu này sẽ là gì? Do you want to go to the swimming pool? Bạn có muốn đi hồ bơi hay không? Do you want to go to the swimming pool? Do you want to go to the swimming pool? Câu số 2, viết hoa là the đứng đầu câu và the t-shirt là cái áo thun. $50,000. Okay, and number 3, how can I get to the library? How can I get to the library? Number 4, because the I like lions because they draw
Lovely. Tôi thích sư tử bởi vì chúng trông rất to. Câu số 5. What is the giraffe doing? Con hươu cao cổ đang làm gì? Rồi, speaking của chúng ta nhé. Hãy hỏi và trả lời. What was the weather like yesterday? Thời tiết ngày hôm qua như thế nào? Các bạn nhớ trả lời theo mẫu câu. Thời tiết ngày hôm qua là quá khứ. Thì là it was rainy. Rainy. Trời mưa. Trời đã mưa. How can I get to the supermarket? Tôi có thể đi tới siêu thị bằng cách nào? Chúng ta nhìn thấy cái biển chỉ đường là turn right. Đã phải. How much is the pencil case? How much is this petrol case? Cái hộp bút này giá bao nhiêu tiền? Chúng ta trả lời là it's 20, 20 là 20, và 3 số 0 là 1000, it's 20,000 đồng. What are the animals? Đây là con gì? There, crocodile. Không sờ vào bởi vì hai con là số nhiều. What are they doing? They are putting up a tent. Bọn họ đang dựng lều. Ok. Đây là cái bài toàn bộ cái bài tập của chúng ta.